spaghetti. Đây là nguyên liệu con đã chuẩn bị. Đây là mì Ý. Đây là đậu Hà Lan. Đây là cà chua. Đây là hành. Và đây là tương cà. Đây là thịt heo xay. Và sau đây con sẽ bắt tay vào làm luôn. Thì con đã chuẩn bị một cái nồi để luộc mì. Sau đây con sẽ luộc luôn ạ. Trong quá trình đợi nước sôi thì con sẽ chuẩn bị nước sốt. Đầu tiên là sẽ cho dầu vào. Ít muối và dầu cho có hương vị đậm đà.
thì chúng ta cần phải đổ ra một cái chậu nước lạnh ạ. Mùi rất là thơm. Bây giờ con sẽ đổ mì vào đây ạ. Chín và sốt đã xong, bây giờ con sẽ gắp ra đĩa để mời mọi người thưởng thức. Đây là thành quả của con ạ.